Hello. Chào các bạn. Sáng nay mệt quá các ông ạ. Ngày hôm qua thì livestream hơi nhiều. Chào các bạn. Sáng nay mệt quá. Chào Hữu Tiến nha, chào BT Huyền, chào Nhài Trần, chào Thanh Đức. Chào Hữu Huân, chào Đạt Đỗ, chào Mỹ Diện. Sáng nay là đề của Sở Hà Nam các bạn nha. Chào Nguyễn Linh. Thế Đức cũng livestream giờ này à? Ừ đúng rồi. Chuẩn đấy. Chào Văn Hòa. Chào Mai Huyền Trang. Các bạn ủng hộ các thầy bằng cách là mỗi hôm sáng dậy xem một thầy. Chào Công Danh nha. Đây là thêm một chút thầy chia sẻ vào nhóm 2K4 đã. Sở Hà Nam. Thầy livestream buổi sáng này thực ra cũng chỉ mong rằng là 2K4 chúng ta ngày càng chăm học hơn, đúng không? Ngày càng tự biết ý thức học hơn, ngày càng tự giác học hơn. Cảm ơn Mỹ Diện nha. Ok, chào Kim Ngân nha. Đợi thầy từ 4 giờ à? Ok. Quá tuyệt vời. Lần đầu chào thầy à? Ok, chào Huy Đoàn. Bật hai tab lúc nào lú quá nhảy sang thầy Đức à? Nhảy sang thầy Đức cho bớt lú mà cuối cùng kéo lại sang thầy Đức lại còn lú hơn, đúng không? Toán rồi nào. Ok rồi. Chào Cẩm Tiên nha. Trọng Đại đâu nhỉ? Ok, chào Nguyễn Hiền, chào Lê Lương. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu chữa đề sáng nay thôi. Thì đề của Sở Hà Nam nó là một cái đề khá là trung tính, nó không quá khó mà nó không quá dễ. Ok, Trọng Đại đây rồi. Ok, chào Hải Trương nha, chào An Minh nha. Có Trọng Đại ở Hải Nam này, ở Hà Nam này, có bạn nào ở Hà Nam tiếp nữa không? Đây chữ đề sở của chính các bạn luôn nha. Chào Trường nha, chào Kiên Trung. Rồi, đề của Sở Hà Nam đề một đề khá trung tính đấy, khá trung tính, không khó không dễ, đấy chưa ạ? Nói chung là một đề mà hợp lý. Đề này mà muốn biết là bao nhiêu câu được thì ít nhất anh em phải làm được khoảng 9 điểm, 9 điểm rưỡi. Nghe chưa? Thì nó mới là ổn. Thì đề nó chung là bình thường nha, không phải là quá khó, không phải là quá dễ. Chào Thái Nguyễn nha. Ok, chào Thúy Hằng. Nào, ta bắt đầu chữa thôi. Đề của Sở Hà Nam. Câu số 1. Một vật dao động điều hòa, vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian. Nghe chưa? Một là C chính xác. Tiếp câu thứ hai, cơ năng của vật Ka bình chia đôi, C chính xác. Điện trở suất của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào? Điện trở suất của kim loại sẽ tăng khi nhiệt độ tăng. Khi nhiệt độ tăng thì sự mất trật tự trong mạng kim loại tinh thể là gì nhỉ? Trong mạng tinh thể kim loại là tăng, dẫn đến gì nhỉ? Điện trở suất của nó tăng lên. Tức là khi mà nhiệt độ tăng thì nó trở nên dẫn điện kém hơn nha. Tức là điện trở của nó tăng lên, nghe chưa? Đây là chính xác. Nhiệt độ càng tăng thì dây dẫn điện càng kém, tức là điện trở của nó tăng, tức là điện trở suất tăng, nghe chưa? Ba là D nha. Ok chưa nhỉ? Cảm ơn Thu Hiền nhé. Tiếp câu thứ 4, trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, bộ phận nào sau đây ở máy phát thanh dùng để biến dao động âm thành dao động điện? Đó chính là cái micro, nhớ chưa? Đây này, ví dụ cái micro, đây dụng cái này mic của thầy này, đúng không ạ? Đấy, nó biến từ dao động âm thanh mà thầy đang nói thành dao động điện để cái mạch điện nó hiểu được nha. Tiếp câu thứ 5, máy phát điện xoay chiều 3 pha hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ, nghe chưa? Đáp án C là chính xác. Các loại máy điện của chúng ta đều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Tiếp câu là tia laser của chúng ta dùng để khoan cắt chính xác vật liệu, nghe chưa? Kim loại nha. Đáp án B là chính xác. Rồi. Tiếp, một sóng cơ
truyền trong một môi trường với bước sóng lambda trên cùng một phương truyền sóng, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà phần tử dưới đó ngược pha với nhau. Ngược pha với nhau là lambda chia đôi, 7 là A chính xác. Câu thứ 8, lượng tử năng lượng của chúng ta là HC chia lambda, và lambda là lambda trong chân không. Thấy chưa? Nào, 1,9875 nhân đến 10 mũ trừ 25. Thấy chưa? Chia cho 589 nhân đến 10 mũ trừ 9. Ok chưa? Là 3,37 nhân đến 10 mũ trừ 19 joule. Câu 8, đáp án C là chính xác. Câu thứ 9 nào, bước sóng nào sau đây là tia tử ngoại? Tia tử ngoại là bước sóng nó là nhỏ hơn 380 nanomet, tức là đây là 280 nanomet. Cái này là tia màu đỏ này, được chưa? Cái này là hồng ngoại này. Cái này nó cỡ khoảng tia màu tím này, nhớ chưa? Còn đây là tia tử ngoại này nha. Câu 9 là D chính xác. Tiếp câu thứ 10, khi ghép N nguồn điện giống nhau, mắc song song với nhau, mỗi nguồn điện có xuất động E và điện trở trong R, thì xuất động và điện trở trong của bộ nguồn do chúng ta mắc song song với nhau nên nguồn điện của chúng ta, bộ nguồn của chúng ta vẫn có xuất động là E thôi, nghe chưa? NE là sai, và do điện trở R có N thằng mắc song song, điện trở của nó giảm đi N lần. Ví dụ là R song song với R thì R chia đôi, mà ba cái R song song với nhau thì R chia 3, nghe chưa? Vậy đáp án A là chính xác nhá. Mắc song song thì điện trở nó vẫn thì xuất động nó vẫn vậy và điện trở giảm đi N lần nhá. Câu số 10, sóng dọc không chuyển được trong chân không. 11 là C, đấy chưa? A được gọi là số khối, D, 12 là D. Tiếp theo, hệ số công suất của mạch là K bằng R chia cho Z, là R chia cho căn của R bình cộng ZL trừ ZC bình. Đáp án A là chính xác. Câu số 11, mạng điện ở Việt Nam có tần số là 50Hz, và 14, A chính xác. Từ thông qua diện tích S là gì nhỉ? NBS, đây là một mạch, tức là coi như là số vòng dây bằng 1, tức là BS mà nhân với cos alpha, trong đó góc alpha là hợp bởi giữa vector pháp tuyến và vector cảm ứng từ B, chưa? Là BS cos alpha. Đáp án C là chính xác. Ok không ạ? Tiếp câu thứ 15, câu thứ 16. Trong miền ánh, cảm ơn văn sĩ nha. Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết xuất của thủy tinh có giá trị nhỏ nhất đối với ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ là ánh sáng yếu nhất, nên chiết xuất của môi trường so với tia màu đỏ là bé nhất, còn so với tia màu tím là lớn nhất. Nghe chưa? Câu 16 là D chính xác nhá. Ok, Trọng Đại đúng, Hoa Nguyễn đúng. Tiếp, câu thứ 17. Quỹ đạo rừng mờ của chúng ta có bán kính bao nhiêu? Quỹ đạo rừng mờ là quỹ đạo số 3. Quỹ đạo số 3 là 9R0, nhớ chưa? 9 năm khoảng 40 năm, nó khoảng 47 gì đó, nhớ chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó có chắc chắn là đáp án A rồi đúng không ạ? Đúng ạ. Lấy 5,3 nhân với 10 mũ trừ, đúng cho chắc nha. Trừ 11 nhân với 9. Thấy chưa? Rồi, 4,77 nhân với 10 mũ trừ 10, vậy nó phải là C các bạn ạ. Nghe chưa? 9R0 các bạn tự nhân ra, 17 là C chính xác. Ok chưa? Thanh Hoa đúng, Trọng Đại đúng. Tiếp, câu số 18, cho độ hụt khối của bari. Ok không ạ? Cho khối lượng của proton, neutron nha. Và yêu cầu tính khối lượng của hạt nhân bari. Các bạn lấy tổng khối lượng các hạt trước tạo thành, 4 nhân với 1,0073 cộng với 5 nhân với 1,0087 trừ độ hụt khối là 0,0621, xong chưa? Ra khối lượng của bari là bao nhiêu đây các bạn ơi? Đó chính là 9,0106. Đáp án D là chính xác nhá. Lấy cái này này nhân với 4, thấy chưa? Cộng cái này nhân với 9. Ok không ạ? À, nhân với 5 nhá, là số hạt neutron, trừ cho độ hụt khối là ra bari thôi nhá. Rồi, câu 18 là D đúng, Phan Trường đúng. Câu thứ 19 nào, khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào là đúng? Bước sóng của hồng ngoại lớn hơn bước sóng tử ngoại, đúng luôn, khoanh A luôn nhá. Hồng ngoại là có năng lượng nhỏ hơn nên bước sóng lớn hơn. Ok, cảm ơn bạn Hy Đại học nhá. Hồng ngoại, tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện trên với mọi kim loại là sai. Nghe chưa? Tử ngoại nó mạnh gây ra được chứ hồng ngoại thì không phải đâu các bạn nhé. Hồng ngoại và tử ngoại đều ưu hóa là sai, chỉ có tử ngoại tốt thôi. Vật bị nung nóng phát ra tử ngoại thì không phát ra hồng ngoại là sai. Đã phát ra được tử ngoại thì chắc chắn phát ra hồng ngoại. Ok chưa? Rồi, câu 20. Khi nói về thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là A là 1, D bằng 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 3,6mm có vân bậc 3, tức là 3,6 của chúng ta bằng 3 lần Y, tức là Y của chúng ta bằng 1,2. Vậy lambda của chúng ta là bằng AY chia cho D, chưa? Nào, lấy 1 nhân với 1,2 chia cho 2. Rồi, ra được là 0,6 micromet, 20 là C. Rồi, những câu đầu nó khá là dễ và nhẹ nhàng, đúng không ạ?
Tiếp câu thứ 21, động năng cực đại của vật chính là cơ năng là m omega bình a bình chia đôi. Động năng cực đại là cơ năng nhá. M là 0,1, omega bình là 10 bình, a là 0,08 bình và chia đôi chưa? Rồi, là 0,032 joule, tức là 32 millijoule. 21 là B nhá. Thắng đại ca, đúng. Tiếp câu 22, phát biểu nào sau đây là đúng? Mạch của chúng ta là chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch càng lớn khi ép càng lớn nào. Y của chúng ta bằng U chia ZC, tức là bằng U nhân cho omega C. Cường độ dòng điện hiệu dụng càng lớn khi ép càng lớn, đúng rồi. Omega càng lớn, Y càng lớn. Thế câu A là đúng luôn, 22 là A luôn. Nha. Rồi, cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch không đổi khi ép thay đổi là sai rồi. Mâu thuẫn với câu bên trên, dung kháng càng lớn khi tần số càng nhỏ cơ. Nghe chưa? Điện áp của chúng ta là trễ pha pi trên 2 so với U cơ. Nghe chưa? Nên câu A đúng luôn, Bùi Đức Thiện đúng, học lại từ đầu đúng. Lực kéo về của con lắc có độ lớn tỷ lệ với độ lớn của ly độ. F của chúng ta có độ lớn là K nhân trị đối của X. Nghe chưa? Nên trị đối F bằng K nhân trị đối X là tỷ lệ với độ lớn của ly độ. Phải có đủ hai từ độ lớn các bạn nha. Độ lớn, độ lớn. Tiếp, câu 24, trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và cân bằng của một bụng là lambda chia 4 chưa? Từ một nút đến cân bằng của bụng là lambda chia 4. Vậy lambda của chúng ta bằng 1 mét. Vậy bước sóng của chúng ta là D, nghe chưa nhỉ? Đáp án chuẩn chưa? D. Từ một nút đến cân bằng của bụng gần nhất là lambda chia 4. Tiếp câu 25, lực tương tác của chúng ta là K nhân với trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho epsilon nhân R bình phương. Trong không khí thì coi như epsilon của chúng ta mấy các em bằng 1 nhá. Nào, bấm nào. K là 9 nhân 10 mũ 9. Ok không ạ? Q của chúng ta là 6 nhân 10 mũ trừ 9. Đấy chưa? Nhân tiếp 6 nhân 10 mũ trừ 9 nhá, chia cho 0,1 bình phương. Ok chưa? Rồi, nó ra là bao nhiêu các bạn nhỉ? 3,24 nhân đến 10 mũ trừ 5 newton nhá. Câu 25 là C chính xác. Trịnh Gia Hàn, Gia Hân thì đúng ạ, đúng nha. Rồi, tiếp câu 26, khi nói về sóng âm, phát biểu này là sai. Sóng âm không truyền được trong chân không là đúng. Đơn vị của mức cường độ âm nó là ben hoặc là decibel, còn watt trên mét vuông nó là gì nhỉ? Cường độ âm. Câu B là sai nha. CD là đúng rồi, nghe chưa? 26 là B. Thanh Hoa đúng, Thắng Đại Ca đúng. Tiếp câu 27, khi nói về sóng điện tử, phát biểu này là sai. Sóng điện tử không truyền được trong chân không là sai luôn nha. Đấy, nó là sóng ngang và mang theo năng lượng. Ok chưa? Và nó truyền tốt và nhanh nhất trong sân không. Tiếp, câu 28, điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại, tức là mạch có cộng hưởng điện không, tức là ZL của chúng ta bằng ZC, tức là omega bình LC bằng 1, đáp án A là chính xác. Đúng chưa? Tiếp câu số 29 là một vật có quỹ đạo dài 12, tức là biên độ của chúng ta bằng 6, omega của chúng ta bằng 5, nghe chưa? Nên gia tốc mắc của chúng ta là omega bình nhân với A nhá. 5 bình nhân với 6, 6 chưa nhỉ? Là bằng 150 cm trên giây bình, tức là 1,5 m trên giây bình. 29 là C. Long Phạm đúng, Nguyễn Thị Trang đúng. Rồi. Bắt đầu đến câu 30 nó dài dài này. Chứa 29 câu đầu rất là mượt đúng không các bạn nhỉ? Và thường là các bạn sẽ không dẹo bất kỳ một câu nào trong 29 câu đầu. Có anh em nào dẹo câu nào không? Không thể dẹo được, đúng không ạ? Toàn câu dễ nha. Không thể dẹo được, dẹo nữa thì là tèo, nghe chưa? Rồi. Câu 30 nhá. Đặt vào hai đầu sơ cấp một máy biến áp lý tưởng một đĩa xoay chiều, nghe chưa? U thứ cấp là 20V, nếu giữ nguyên số vòng dây của cuộn sơ cấp, giảm thứ cấp đi 100 vòng thì U thứ cấp là 18V. Nếu giữ nguyên thứ cấp và giảm sơ cấp 100 vòng thì U thứ cấp của chúng ta là 25V. Yêu cầu là tìm giá trị của U. Em sẽ có hai câu cả. Nào, vậy thầy chưa có 30 nhá. Các bạn chỉ việc áp dụng công thức máy biến áp thôi. Nào, U1 của chúng ta chia cho U2 bằng N1 chia cho N2. Chỉ việc áp dụng công thức này trong các trường hợp đầu bài cho. Đầu bài cho đặt đĩa vào sơ cấp là U này. Lúc sau thứ cấp là bằng 20, tức là bằng N1 chia cho N2. Tiếp theo vẫn đĩa áp sơ cấp là U. Lúc này thứ cấp của chúng ta chỉ còn là bao nhiêu các em? 18V. Và
Số vòng sơ cấp giữ nguyên, số vòng thứ cấp giảm đi 100 vòng là N2-100. Lúc sau sơ cấp của chúng ta vẫn là U, thứ cấp bây giờ là 20 năm chưa? Sơ cấp giảm 100 vòng. Nha. Rồi, đấy, một hệ phương trình của chúng ta như thế này. Các bạn giải hai phương trình bên dưới trước là các bạn lấy cái này chia cái này chưa? 2 năm chia cho 18, cái thứ hai chia cái thứ ba đấy nhá. Rồi, từ từ. Hình như nếu thầy lấy cái đó chia cái đó thì nó không ra được. Thầy phải lấy hai cái đầu tiên chia nhau. Ok các bạn, nhìn nhầm. Được chưa? Lấy hai cái đầu tiên chia nhau này nhá, là 18 phần 20 bằng N2 trừ 100 chia cho N2. Suy ra N2 trước đã, nhớ chưa? Lấy hai cái đầu chia nhau, 18 phần 20 nhá bằng này x trừ 100 chia x. Ship xôn ra nào, ship xôn bao nhiêu đây? N2 bằng 1000, thấy chưa? N2 là 1000. Rồi, vậy bây giờ các bạn muốn tính U, các bạn hãy lấy cho thầy cái N2 là 1000 này. Lấy cái nào chứ cái nào được nhỉ? Khi có N2 là 1000 phải chia làm sao cho nó bớt được cái N1 đi là cái đầu tiên rồi. Đây vẫn phải tính là N1 các bạn nhỉ? Vẫn phải lấy hai cái tiếp theo chia nhau. À thế đúng không? 12 năm chia 18. Ok chưa? Nó là N1 nhân với N2. Đúng chưa nhỉ? Cảm giác làm nó cứ bị dẹo dẹo ở đâu đó. Đúng không nhỉ? Hình như là đúng rồi đấy. Thấy chưa? Đấy. Thế ra các bạn lấy cái thứ hai chứ cái thứ ba nó hơi cồng kềnh. Lấy cái thứ nhất chứ cái thứ ba hợp lý hơn. Ok, thầy chót chia mất rồi. 2 năm chia cho 18. Thấy chưa? Thì cái lấy cái thứ nhất chứ cái thứ ba hợp lý hơn nha. Thôi chót lấy rồi cũng được. Vì đằng nào N2 cũng biết rồi. Đúng không? 900 nhân với x trừ 100. Đấy, vẫn phải tính ngân N1. Thầy tưởng không cần tính N1. Vẫn phải tính ngân N1. Nào, rút ra được. Lúc này N1 này bằng 500. Đây là một máy tăng áp 2 lần. Ok không ạ? Vậy thì U của chúng ta bằng 10 rồi nhá. Vậy thay vào phương trình đầu tiên, suy ra U bằng 10. Đấy, A là chính xác. Chuẩn chưa? Rồi, 30 là A. Và hết 3 lần luôn. Thầy tưởng là chỉ cần tính mỗi N2 thôi. Ai ngờ là tính cả được N1 nữa. Rồi, tiếp câu 31. Tính cho thầy cái lambda bằng V chia cho F. Thấy chưa? 70 năm mà chia cho 10 năm nha, là bằng 5 đúng không? 7 năm chia 10 năm là bằng 5 cm. Bấm lại cho nó chắc. Nhầm hay bị nhầm lắm. Ok rồi, lambda bằng 5. Xét đường trong vùng giao thoa, xét đường thẳng vuông góc với S1, S2. Tại S1 có điểm M của chúng ta cách S1 khoảng là 18. Các bạn vẽ hình ra thôi nha. Và số cực đại giao thoa trên M S2, S1, S2, M đây nha, cách là 18, đây là 24 không? Rồi. Số cực đại trên số cực đại trên M S2, tính bậc của S2, đầu tiên bậc của S2 là S1 S2 chia cho lambda đã. Đúng chưa? 24 chia 5, bậc của S2 là 4,8. Đúng chưa? Bậc S2 4,8 nào. Bậc của điểm M đã này. Nghe chưa? Căn của 18 bình cộng với 24 bình, đây là bằng 30. Nhá, bậc của điểm M, MS1 trừ MS2 chia lambda. Bậc của M bị âm các bạn nhá, 18 trừ 30 chia cho 5. Rồi, âm 2,4. Bậc của M là âm 2,4. Bậc của S2 là 4,8. Từ âm 2,4 đến 4,8 có tất cả 7 số nguyên chưa? Cực đại của chúng ta là phải là số nguyên nhá. Rồi, 31 đáp án A là chính xác. Hợp lý chưa? Hợp lý nhá. Tiếp, chuẩn chưa nhỉ? Chuẩn rồi nhá. Rồi, câu 32, cho R, cho L biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch. Em dùng phương pháp số phức, Y phức bằng U phức chia cho Z phức, đúng không ạ? U phức là bằng 40 căn 2 góc 0, nhá. Chia Z phức là 20 cộng cho 20Y, đúng không ạ? 20 căn 2, 40 căn 2 chia 20 căn 2 là còn số 2. Và mạch có tính cảm kháng, nên là Y sẽ trễ phát hơn U, góc âm 45 độ. Đúng chưa? 2 góc âm 45, vậy tao quen đoán D. Nghe chưa? Các bạn bấm máy nhé, chắc là chuẩn là đúng không? Viết đại đúng, học lại từ đầu đúng. Nghe chưa? Bấm máy cho là chuẩn nhất. Rồi, tiếp 33. Câu này mới chữa xong nhá. 33 mới chữa xong. Nào, cho x1, cho x2 tại t bằng 0 có độ lớn gia tốc của vật, yêu cầu tính biên độ dao động của vật. Các bạn nhìn luôn này,
Tại thời điểm t bằng 0, gia tốc của vật là A12, có độ lớn chính là omega bình nhân với x12, xong chưa? Bằng 900. Vậy các bạn suy được là x12 của chúng ta có độ lớn là bao nhiêu? Ở đây người ta cho là độ lớn gia tốc nhá, tức là phải trị tuyệt đối của x, xong chưa? 900 chia cho 10 bình. Ok, x12 của chúng ta trị tuyệt đối bằng x bằng 9, được chưa? Mà x12 tức là x1 cộng x2 thôi, đúng chưa? Bằng 9. Mà tại thời điểm t bằng 0, các bạn nhìn luôn này, thằng này có pha ban đầu của chúng ta là bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Là -90 độ. Nên bản chất x1 của chúng ta đang làm sao các bạn nhỉ? Đang bằng 0, nghe chưa? Từ đây suy được x2 bằng 9 hoặc -9. Nhưng do x2 có pha ban đầu là pi trên 6 nên chắc chắn là ly độ dương, chưa? Đó chính là A2 nhân với căn 3 chia đôi. Em thay cái thềm t bằng 0 mà ta biết, nghe chưa? Thì tức là cốt 30 là căn 3 chia cho 2 nha. Vậy A2 của chúng ta là 6 căn 3. Đấy, A1 của chúng ta là bằng 3 căn 3. Và hai thằng này lệch pha nhau bao nhiêu? Hai thằng này lệch pha nhau một thằng là -90, một thằng là -30, lệch nhau 120 độ. Đấy chưa? Vậy thì giá trị cần tìm của mình hình như biên độ tổng hợp, nếu như thầy nhẩm nó là 9. Đấy chưa? Thầy bấm cho nó yên tâm nhá. Đúng không ạ? Bấm cho yên tâm nhá, đúng không? 18 thầy cảm giác là 9, bấm nào. 1 2 này, 6 căn 3 cộng với 3 căn 3. Ok không? Góc 120 shift 23 bằng 9 thật, đúng không ạ? Biên độ tổng hợp của chúng ta bằng 9, đẳng cấp không? Đẳng cấp không? Nhá. Sao các bạn lại bảo C nhỉ? Sao các bạn lại bảo là C được nhỉ? Sao mà có thể là C được? Nó phải là B chứ. Yeah. Có biên độ thành phần, có độ lệch pha nha. Thực ra thì do thầy biết cách nhẩm thôi. Ví dụ là A tức là biên độ tổng hợp, biên độ thành phần là A và 2A lệch nhau 90 độ thì biên độ tổng hợp là A căn 5, A và 2A lệch nhau 60 độ, biên độ tổng hợp là A căn 7, A và 2A lệch nhau 120 độ, biên độ tổng hợp là A căn 3. Đấy, thế luôn là đây là 3 căn 3 nhân căn 3 thành 9. Đấy chưa? Thành 9 nha. Đấy, các bạn tính nhầm sang A2 đúng không? A2 thì mới là 6 căn 3. Người ta hỏi biên độ dao động của vật nó phải là A12. Đấy chưa? Bạn nào mà nhớ được cái này thì nhầm rất nhanh này. Đấy chưa? Còn không, tốt nhất anh em bấm máy. Thầy thì nhiều khi thầy cũng thích nhầm, nhưng mà thầy nhầm cũng hay nhầm, nên là các em cứ bấm máy cho nó chắc. Đấy chưa? Mình nhầm xong để mình kích thích tư duy rồi, nhưng mình vẫn nên bấm máy lại để thử lại cho yên tâm. Đấy chưa? Rồi, nhớ được cái này không? Nhớ được cái này không? Nhớ được cái này không? Khó nhớ phết đấy nha. A căn 5, A căn 7, A căn 3. Thầy học nhiều thì nhớ thôi. Tiếp 34. Pololi, đấy chưa nhỉ? Phóng xạ alpha để thành trì PP. Một phản ứng có một hạt pololi mất đi và sinh ra một hạt alpha và một hạt trì. Tức là số hạt alpha và số hạt trì sinh ra là bằng nhau. Ban đầu pololi của chúng ta là tinh khiết, chu kỳ bán rã 138 ngày đêm. Đến thời điểm T, tổng số hạt alpha và số hạt trì gấp 14 lần pololi còn lại. Em nhìn thấy luôn này, tổng số hạt alpha và số hạt trì sinh ra gấp đôi số hạt pololi mất đi. Nghe chưa? Nha. Nên em biết luôn là thì nhìn này, một hạt pololi mất đi sinh ra một hạt alpha và một hạt trì, chưa? Tức là ví dụ em thấy là có một hạt alpha sinh ra, một hạt trì sinh ra, chứng tỏ đã có một hạt pololi của chúng ta là mất đi. Hình như gì đấy? Hình như thầy sai V á. Không, thầy không sai đâu nha, thầy đúng nha. Đấy chưa? Các bạn tính lại câu 33 đi. Đấy chưa? Thầy tự tin là thầy không sai câu này. Nghe chưa nhỉ? Có đúng không? Thầy làm 33 đúng chưa? Các bạn vẫn chưa thấy tự tin 33 lắm nhỉ? Câu này dễ mà. Trời ơi là trời. Thầy tự tin là thầy làm đúng nha. Không nhầm được, có cái gì đâu để mà nhầm. Các bạn tự tính lại xem nào. Nào, vậy các bạn nhìn luôn này, tổng số hạt alpha và hạt nhân trì chính là 2 lần số hạt pololi mất đi, 2 lần delta n bằng 14 lần số hạt còn lại. Xong chưa? Đấy, mà em biết rồi, số hạt còn lại của chúng ta là n kêu l chưa? Nha. Đấy, tổng số hạt alpha và trì sinh ra gấp 2 lần số hạt pololi mất đi. Vậy là 2 lần delta n là số hạt mất đi đấy. Ok các bạn, bằng 14 lần số hạt còn lại chưa? Bây giờ tính T của chúng ta thôi. Vậy các bạn chia ra luôn là số hạt mất đi bằng 7 lần số hạt còn lại nha. Và các biết luôn là số hạt còn lại của chúng ta
là số hạt ban đầu nhân với 2 mũ trừ t chia t. Ok không ạ? Từ từ nhá. Làm cái này chúng ta nên như nào nhỉ? Chúng ta nên đặt đi sau nhá. Mình đặt số hạt còn lại là 1 này và số hạt mất đi sẽ là 7 này. Được chưa? Đấy, số hạt còn lại là 1, số mất đi là 7 nên số hạt ban đầu của chúng ta là n0 đấy, là số hạt còn lại cộng số hạt ban đầu chưa? Đấy, là 7 này với 1 này là 8 cho nó dễ hiểu. Ok các bạn, áp công thức vào n bằng n0 nhân với 2 mũ trừ t trên t. Em à, tỷ lệ là 1/7 nó mất 3 chu kỳ gì nữa. Trời ơi. Nó rơi vào trường đặc biệt, đây là 1, đây là 8 không nhá. Vậy chứng tỏ là 2 mũ trừ t trên t của chúng ta là bằng 2 mũ trừ 3. Vậy t của chúng ta là bằng 3 chu kỳ. Ok không ạ? 3 chu kỳ, 3 nhân với 138 là 414. Câu 314, đáp án A là chính xác nhá. Đúng rồi, tỷ lệ là 1/7 chính là 3 chu kỳ, đúng không ạ? Chuẩn luôn nhá. Nó rơi trường đặc biệt, ví dụ là 7 chia 1 là 3 chu kỳ. Đấy, 15 chia 1 là 4 chu kỳ là trường hợp đặc biệt. Thôi, chót làm rồi các bạn nhìn theo hướng tổng quát này cũng được. Nhưng mà thực ra biết là 7/1 biết ngay là 3 chu kỳ, nghe chưa? 3/1 là 2 chu kỳ. Giải cách nhầm rồi đúng không? Rồi nha. Đấy, và chỉ cần quan tâm là một hạt poly mất đi sinh ra một alpha và một trì, nên tổng số hạt alpha và số hạt trì nó gấp 2 lần số hạt poly mất đi. Được chưa nhỉ? Rồi, để dễ ghê nha. Mấy câu này dễ thôi, có vẫn có một những câu khó đấy, ví dụ là câu đây này, 38 này là khó này. Nên là thầy mới nói ngay từ đầu là đề này phải đạt được khoảng 9 điểm, 9 điểm rưỡi thì mới là đạt chỉ tiêu. Xong chưa? Bạn Anh Linh nhỉ? Đấy thầy vừa nói đấy, thầy vừa nói xong đấy. Đây là nhìn cho kỹ này. Ví dụ là một hạt poly mất đi sinh ra một hạt alpha và một hạt chỉ. Một hạt mất mà lại sinh ra hai hạt nên là số hạt sinh ra gấp đôi số hạt mất đi. Nghe chưa? Bạn Anh Linh hiểu chưa? Một hạt mất lại sinh ra hai hạt. Ok, tiếp 35, đề này dễ nên là phải đạt được khoảng 9, 9 rưỡi, thì nó ngay từ đầu rồi đấy, nghe chưa? Nói chung là nó dễ hơn đề của Vinh nhỉ. Vinh thì vẫn là khó. 35 nhưng mà vẫn phải làm cho cẩn thận. Câu 35, dù hạt alpha có động năng 5 MeV, đề trung tính mà, bắn vào hạt nitơ. Nói chung là anh em mà cứ chủ quan cái gì thì là dẹo cái đấy nha. Rồi, hạt proton bay vuông góc với hạt alpha, tức là P proton bình phương cộng với P alpha bình phương bằng P oxy bình phương. Cứ hai hạt nào vuông với nhau thì đóng vai trò là cạnh góc vuông. P bình bằng 2MK, vậy là M proton nhân với K proton số 2 tự triệt tiêu, M alpha nhân với K alpha là M oxy nhân với K oxy. Đấy chưa? M alpha lấy M proton lấy xác suất bằng 1, K proton ta đang cần tìm, M alpha xác suất bằng 4, K alpha bằng 5. Đấy chưa? M oxy ta là xác suất 17, K oxy giữ nguyên. Đấy, ta ra được một phương trình nhá, giữa thì nhờ K proton và K của oxy. Một phương trình nữa là dựa vào đâu, nghe chưa? Là dựa vào định luật. Đây là đầu tiên là định luật bảo toàn động lượng ấy nhá. Đây tiếp theo định luật bảo toàn thì nhờ năng lượng toàn phần, nó bằng năng lượng nghỉ trước trừ năng lượng nghỉ sau. M alpha cộng với M nitơ đấy, trừ cho M proton trừ cho M oxy nhân với C bình, đó chính là bằng K sau trừ K trước là K proton cộng với K oxy trừ cho K alpha bằng 5. Nghe chưa? Rồi, một phương trình nữa, các bạn bấm máy tiếp nào. Nào, bấm nha. 4,0015 cộng với lại là 13,9992 trừ 1,0073 trừ 16,9947 nhân 931,5. 9,5 mới là được. 9,5 là hợp lý nha. Rồi, bấm nhầm đâu không đây. 4,0015 cộng với 13,9992 trừ 1,0073 trừ 16,9947 nhân 9,5. Rồi, cộng cho 5 luôn đi. Rồi, vậy đã được là K proton cộng với K của oxy nó bằng 3,79 nha. Xấp xỉ 3,79. Thấy chưa? Đề này là được 10 cơ à? Ôi dồi ôi, căng đét. Là được 10 không phải dễ đâu nha. Mặc dù đề dễ thật nhưng mà làm được 10 vẫn là cả một câu chuyện đấy các bạn ạ. Bởi vì làm được 10 nó là phải rất cẩn thận. Nghe chưa? Rồi, từ đây là được K oxy là 1,32. Nghe chưa? Đây là chính xác. Các bạn tự giải hệ phương trình nhá. Đề đồng ý là dễ. Thầy nói ngay từ đầu đề là đề dễ rồi. Nhưng mà làm được 10 nó là vẫn là ao trình đấy. Bởi vì gần như phải đúng hết toàn bộ, không được sai một câu nào. Em có hiểu cái tính tuyệt đối không? Có thể 9,5 thì là dễ, nhưng mà được 10 là luôn luôn khó. Vì nó là phải đúng hết, không được nhầm lẫn một chỗ nào hết. Rồi, 36.
Rồi, câu này gì dễ rồi. Đồ thị của chúng ta là công suất tỏa nhiệt trên biến trở và hệ số công suất của mạch. Các bạn nhìn thấy luôn này. Nhìn thấy luôn nhé. Đây là đường 1 chưa? Cốt phi của chúng ta và P đang liên hệ theo R. Vậy đường nào là đường cốt phi? Em biết rồi, cốt phi của chúng ta là luôn luôn nhỏ hơn bằng 1. Vậy cái đường mà sắp chạm đến 1 nó chính là cốt phi. Đây là cốt phi và cái đường này của chúng ta là P. Đấy chưa? Tại giá trị R bằng 30 thì em thấy P nó mắc không? R biến thiên để P trên chính R mắc nha. R biến thiên để P trên chính R mắc thì R lúc này bằng tổng trở còn lại của cả mạch. R của chúng ta bằng căn của R bình cộng cho ZL trừ ZC tất cả bình. Lúc này nó bằng 30. R biến thiên để P trên chính của nó mắc thì nó chính bằng tổng trở còn lại của cả mạch. Lúc này cốt phi của chúng ta là bằng 0,8 không? Nghe chưa? Đúng không nhỉ? À đâu, từ đúng nhỉ? 2468 đúng rồi. Lúc này ta có được luôn là cốt phi là bằng 0,8. Anh em thích có thể đổi sang tan phi, nghe chưa? Tan phi của chúng ta lúc này bằng 3/4 chính là bằng ZL trừ ZC đóng chỉ đối lại chia R lớn cộng với ER nhỏ. Vậy ra được một hệ phương trình theo R lớn theo R nhỏ và ZL trừ ZC không? Đến đây thực tế các em chỉ bấm việc bấm máy đúng không ạ? Bấm máy là xong nha. Nào, thay vào là 3/4 nè. ZL trừ ZC tất cả bình nó chính là căn, ok không ạ, của 30 bình trừ R bình. Đấy, chia cho 30 cộng R, ship xôn là R thôi. Rất là dễ. Rất là dễ nha. 3/4. Được 10 là khủng khiếp đấy, được 10 là không được nhầm bất kỳ một chỗ nào. Kể cả đề có dễ mà được 10 vẫn là khó nha. Vẫn là siêu nhân đấy. Nào, là bao nhiêu đây? 8,4. 8,4 có làm nhầm đâu không nhỉ, không nhỉ? Nhìn lại xem có nhầm đâu không nhỉ? Cốt phi bằng 0,8 thì tan phi bằng 3/4 ZL trừ ZC bình ZL trừ ZC nó đây này, các bạn có thể chuyển vế này. Đấy chưa? ZL trừ ZC bình là 30 bình trừ R bình nên căn ra chính là 30 R bình trừ 30 bình trừ X bình. Đúng không nhỉ? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Thầy thì sợ thầy làm nhầm ở đâu đó rồi thầy không để ý thôi. Rồi, chuyển vế đổi dấu hợp lý này. Rồi, vậy là 7,4 à 8,4 thì gần nhất giá trị nào các bạn? 8,4. Đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? 30 bình. Bấm lại lần nữa cho tự tin nhá. 3/4 này bằng căn của 30 bình trừ x bình chia cho 30 cộng cho x. Rồi, ship xôn. Rồi vẫn ra 8,4 các bạn. Vậy 8,4 là gần nhất với lại 7,9. Cảm giác nó ở lưng chừng thì nó hơi 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 kiểu 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 lạc à, nó hơi hơi kiểu kiểu kiểu, kiểu hơi kiểu lăn tăn như vậy. Đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? 36 thì không thấy bạn nào comment 36. Không, không thấy một ai dám comment 36 cả. Có vấn đề gì đây vậy? Có vấn đề gì? Thầy nhầm đâu ạ? Chắc thầy không nhầm đâu đúng không? Rồi, không thấy một ai comment 36, không một ai dám comment vào câu này. Kéo được 10 đâu nhỉ? Thầy thấy tự nhiên là 36 không ai comment luôn nha. Ôi ảo thật sự. Chuẩn chưa? Rồi, cái thằng được 10 đâu rồi, vào gáy gáy nào. Nhầm đâu không? Thầy chỉ sợ là sáng dậy đầu óc nó nhiều khi nó chưa kịp loát thì nó có thể bị nhầm một chút thôi. Chuyển với đời sau đúng rồi, yên tâm rồi. Được chưa? Ok. Không một ai dám comment câu 36. Đấy, cái thằng nào vừa cái đề dễ nhỉ? Cái thằng nào vừa cái đề dễ đâu nhỉ? Thằng nào bảo giải đề dễ thế đâu nhỉ? Trời ơi, đấy. Có thể dám gáy đâu? Không thể dám gáy. À. Đấy, tưởng thế nào? Đúng không? Không ngừng. Các em, chán lắm. Nào, tiếp. Lũ đồ thị à? Đếm dòng à? Ok, rồi. Câu 37 nào. Cho R nhỏ bằng 0,5 ohm. Ban đầu khóa K đóng, chu kỳ của chúng ta à về sau mở khóa K thì chu kỳ là 2 nhân 11 trừ 6 giây. Biết rằng điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện gấp 10 lần xuất động của pin, đấy chưa? U0 của chúng ta là 10 lần của E, U0 của chúng ta là bằng I0. Nghe chưa? Nhân với lại căn của L chia C là 10 lần của E thì các bạn phải biến đổi cái E một chút. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch đó là I bằng E chia cho R. Đấy chưa?
Vậy y của chúng ta bớt được hai vế luôn này, đây là y không luôn nhá. Đấy chưa? Vậy thì e của chúng ta là bằng y không nhân với 0,5, nghe chưa? Vậy đây là y không nhân với 0,5. Chuẩn chưa? Vậy em bớt được y không, bớt được y không hai vế. Vậy có được luôn là l chia c của chúng ta là bằng bao nhiêu đây? Nào, 5 bình phương là bằng 25. Đúng không? 5 bình phương bằng 25 và chu kỳ của chúng ta là t bằng 2 pi căn lc. Vậy em ra được tiếp tích của l nhân c. Nào, có thương số của l nhân c rồi, ra được tích của l nhân c nữa. 2 nhân với 10 mũ trừ 6 nhá, bằng này chia cho 2 căn 10 này, thấy chưa? Bình phương lên là 10 mũ trừ 13. Ok không ạ? Hai phương trình hai ẩn, các bạn suy ra l luôn, lấy trên nhân với dưới và căn ra 25 nhân với 10 mũ trừ 3 nha, và căn ra xấu thí, thấy chưa? Là bằng pi phần 20. À nhầm, nhân với 10 mũ trừ 13 và căn ra Eo ơi. Thầy nhân đến 10 mũ trừ 12 thôi. Đấy chưa? Đấy, đừng nhân đến 10 mũ trừ 13 vội, nhân đến 10 mũ trừ 12 thôi đã. Nhá. Và căn ra rồi đây này. 5 pi nhân đến 10 mũ trừ 6. Bấm cái này là một cả một nghệ thuật đấy các bạn nhá. Đấy chưa? Bấm cái này là cả một nghệ thuật đấy. Rồi, vậy là 5 pi 5 trên pi nhân 10 mũ trừ 6 này. Vậy lúc này chỉ khoanh B rồi thôi. Chỉ có B của chúng ta mới là chân ái lúc này. Nghe chưa? Nào, có chính xác không? Có chính xác không? Nào, giờ ví dụ thầy lấy, thầy test lại thử đoán B nhá. Nào, vậy là 5. Cái này nó bấm nó cồng kềnh lắm các bạn ạ. Bấm nó rất là cồng kềnh. Và thực sự là phải quen tay. Thực sự là biết cách bấm. Không, nhiều bạn nghĩ rằng là bấm nó dễ, không thể bấm vào đúng không ạ? Đúng rồi, B chính xác rồi. Đấy, nhưng mà bấm cái này, bạn bấm là ra được cái L là cả một bầu trời nghệ thuật lên này. Vì sao lại thầy phải nhân đến 10 mũ trừ 12? Vì trừ 13 nó bị lẻ, nên phải thầy phải bỏ cái 10 ra, nhân đến 10 mũ trừ 12 thôi. Thì 1 phần 10 tí căn ra là pi, thấy chưa? Nên là các bạn nhân vào thẳng vào là các bạn không ra được kết quả đẹp đâu, nghe chưa? Là phải nhân đến 10 mũ trừ 12 thôi, xong căn ra thì nó mới đẹp. Khó phết đấy, cả một bầu trời nghệ thuật đấy. Bấm này là phải gọi là tinh tế đấy. Nào, ba câu cuối cùng, thấy chưa? Thì 40 là thầy chưa rất nhiều lần rồi nhá. 40 là ngay đầu năm học về sóng rừng là thầy đã chữa câu này rồi. Bạn cứ nào cứ xem lại trong nhóm BLI nhá, nhóm chuyên đề, nghe chưa? Câu này được thầy chữa ngay từ đầu năm, nghe chưa? Câu 38 cũng đã được chữa ở nhóm tinh anh rồi, đúng không ạ? Đấy, ở phần cơ hệ, bạn nào quên câu này, quên cách làm câu này cũng xem lại ở nhóm tinh anh, ở phần cơ hệ, phần dây trùng, nghe chưa? Cũng đã chữa rồi nhá. Tiếp theo là 39 thì câu 39 dễ nhất. Chữa 39 trước, đúng chưa? Những câu sau chữa hết rồi nha. Nào, câu này cũng đã chữa ở nhóm Y rồi. Bạn nào mà mở sách 4.000 của thầy có câu y hệt như này luôn, y xì đúng như này luôn nha, y xì đúc luôn. Nào, trong màn quan sát khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có 8 màu lục, ta có được lambda đỏ trên lambda lục, thấy chưa? Nhìn luôn này, lục để lại ở giữa 8 bước, chứng tỏ bước 9 bước, đúng không ạ? Đỏ để lại bao nhiêu bước thì chưa biết, đặt là x thôi, xong chưa? Vậy em có được luôn đây là 720 chia cho lambda lục nha. Vậy suy được là lambda lục của chúng ta là bao nhiêu đây các bạn nhỉ? 720 mà chia cho 9 đâu nha, là bằng 80x, xong chưa? Lambda lục là lớn hơn 500 đấy và nhỏ hơn 575. Ok không ạ? Từ đây các bạn suy ra x của chúng ta lớn hơn bao nhiêu, nhỏ hơn bao nhiêu. 500 chia 80 là 6,25 nha. 575 chia 80 rồi là bằng 7,1, xong chưa? Vậy suy ra x của chúng ta bằng 7, hợp lý rồi. X bằng 7 là rất hợp lý, đúng không ạ? Một phân số tối giản, nghe chưa? Vậy lambda lục của chúng ta là 720 chia 9/7, tất cơ bản 560, đáp án A là chính xác. Thực ra làm đến đây là biết rồi, đúng không ạ? Nó là 80 của x, tức là nó là một bội số của 80 thì chỉ có thể 560 thôi. 560 là một bội của 80 nha. 39 là A. Rồi, hai câu cuối nha, thì chưa có 340 trước. 38 là câu 38 là câu dây trùng chữa ở nhóm tiếng Anh rồi. Trong nhóm BLI cũng có phần cơ hệ các bạn nha. Nói chung thì nói từ đầu ở đây đề trung tính khá là dễ. Đấy chưa? Nào. 40 này suy luận là cũng phải là khó phết đấy các bạn nha. Khoảng cách giữa hai phần tử dao động cùng biên độ
Đấy là 80 cm. Giữa hai phần tử là cùng biên độ, cùng pha với nhau là 65 cm. Chứng tỏ là hai cái phần tử xa nhau nhất ban đầu ấy, nó phải là ngược pha với nhau. Được chưa? Vì các bạn thấy luôn là bên dưới cũng cùng cái biên độ là 5. Được chưa? Ôi chết. Bên dưới cũng cùng cái biên độ là 5, nhưng lại cùng pha với nhau, cách nhau có 65 thôi. Bên trên cũng cùng là 5 mà lại là 80, chưa? Chứng tỏ bên trên người ta không nói gì, nó là ngược pha với nhau nha. Bên trên người ta không nói gì, chứng tỏ là ngược pha với nhau. Và lúc này số gì các bạn nhỉ? Số bó trên dây của chúng ta bắt buộc nó phải là một số chẵn. Nghe chưa? Một câu rất quen thuộc luôn nha. Câu này hơi khó tư duy. Đấy. Bắt buộc số bó trên dây nó phải là một số chẵn, tức là hai cái điểm đầu tiên ấy nó phải ngược pha với nhau. Thấy chưa? Bắt buộc bó là chẵn nhá. Và thầy chưa biết bao nhiêu bó, thầy cứ vẽ một trường hợp cụ thể thôi, là 6 bó, 1 2 3 4 5 6 chưa? Nhá. Đây là phần tử M này. Bó 1 và bó 6 là một lẻ một chẵn thì chắc chắn là gì các bạn nhỉ? Ngược pha với nhau, nghe chưa? Phần tử N của chúng ta ở đây nhá. Còn bên dưới này vừa cùng pha lại còn cùng biên độ chưa? Thì chắc chắn là ở 1 và 5 rồi nha. 1 và 5 là cùng pha cùng biên độ là MP ở đây. Xong chưa? Chúng ta có được là MP đầu bài cho bằng 65. Đấy, MN đầu bài cho bằng 80. Thực chất MN của chúng ta nó phải là một đường chéo. Nhưng em phải hiểu luôn là 5mm là 0,5cm. Nó quá nhỏ so với con số 80, nghe chưa? Nên thực chất là MN phải là một đường chéo, nghe chưa? Nhưng mà do là 0,5 nó quá nhỏ với 80, chúng ta coi như đường chéo đó là nằm ngang luôn, trùng nằm ngang luôn. Xong chưa? Và em có được luôn là MN trừ MP. Nhìn một phát biết là MN trừ MP là bằng PN không? PN bằng lama chia đôi. Không nhìn được cái này thì chứng tỏ là quá kém hình học nha. Ok các bạn. NP bằng lama chia đôi. Từ đây có được luôn là 15. Xong chưa? Vậy lambda bằng 30 cm. Rồi, tiếp tỉ số giữa tốc độ cực đại của bụng sóng và tốc độ truyền sóng trên dây. Tốc độ cực đại của bụng là omega nhân với a bụng chia cho tốc độ truyền sóng là lambda nhân với f. A bụng của chúng ta giữ nguyên, omega chia f là bằng 2pi chưa? Còn lambda bằng 30. Nhiệm vụ của anh em chúng ta là tính A bụng. Tính A bụng là tính kiểu gì? Tính A bụng phải rất khôn khéo. Tính A bụng phải thông minh mới tính được nhá. Nhìn luôn nào. M và P là ở bó 1 và bó 5, tức là đối xứng nhau qua cùng một bụng không? Nhá. Cái điểm M và điểm P là đối xứng nhau qua bụng. Lúc đó em dùng công thức tính khoảng cách đến bụng, nha chưa? Là AM của chúng ta bằng A bụng nhân với cos. Đây là công thức tính biên độ của sóng dừng với điểm bụng, là AM bất kỳ là A bụng nhân với cos của 2pi d bụng chia lambda. Nghe chưa? M và P là đối xứng nhau qua bụng, nên bản chất là A bụng giữ nguyên này nha, nhân với cos này. Đấy, hai lần d bụng là hai lần đoạn này này. Nghe chưa? Hai lần đoạn này chính là MP luôn nha. MP thì bằng 65 chia 30. Nghe chưa? Còn AM thì bằng 0,5 cm rồi. Nhá, đấy, em thấy không? Chỗ này rất tinh tế, cái chỗ mà suy ra sự đối xứng này rất là hay. Đây là một sự tinh tế đấy các bạn nha. Nào, đấy, M và P đối xứng nhau qua bụng, nên dùng luôn công thức trong sóng dừng tính khoảng cách đến bụng, em chưa? Và thực tế nên chỉ đối vào là chuẩn nhất nha. Rồi, nào, mod ship mod 4 này, lấy 0,5 chia cho cos của pi nhân với 65 phần 30. Bạn nào mà không biết làm cách chỗ này em, tính biên độ của bụng cực kỳ lâu, lâu lắm luôn đấy, nghe chưa? Đây tính cực kỳ nhanh này, căn 3 chia 3 nhá, nhân với 2pi và chia 30, kết quả của chúng ta ra xấp xỉ 0,12. Đáp án B chính xác, 40 là B. Bạn nào mà không biết cách xử lý chỗ cuối mà đối xứng cho bụng ấy, tính cực kỳ lâu, tính A bụng không biết tính luôn. Không tính nổi A bụng luôn. Mà phải đi đếm số bó, được chưa? Cứ ngồi vẽ lần lượt xem là bao nhiêu bó, lâu lắm, nghe chưa? Siêu lâu luôn. Đấy. Rồi, câu 40 nhìn thế thôi nhưng lại khó đấy nhá. Do là thầy làm một lần rồi nên là nó nhanh thôi, nghe chưa? Đấy, hôm đấy em tìm mãi mới ra A bụng à. Đấy, bạn nào mà không biết cách làm chỗ đấy ấy, tính A bụng siêu lâu. Đây này, chỗ này này, đây là chỗ tư duy khó của tao này, chỗ này này. Chỗ này thì ra là đã là khó rồi. Cái chỗ mà đoán số bó là số chẵn ấy thì cũng là một cái khó rồi.
Số bó là số lẻ bài toán bị sai. Số bó là số lẻ thì nó không có gì nhỉ, không có bài toán xảy ra luôn. Bây giờ bắt buộc bó là số chẵn nha. Đấy, còn đây là công thức tính biên độ trong sóng dừng, nghe chưa? Bạn Huy Phạm nha. Ok. Rồi. Câu 28. Câu này quá dễ rồi. Câu này quá dễ rồi. Đề dễ thôi mới được 975, đề khó làm sao mà được 975, đúng không? Đề khó làm sao 975. Tính A bụng nó khó. Cảm ơn Trà Giang nha. Tính A bụng là rất khó. Chỗ đấy là chỗ tư duy cao đấy. Thấy chưa? Rồi, thôi tiếp nha. Nhiều bạn là phải đi ngồi lần mò xem dây có bao nhiêu bó, rất là lâu. Thấy chưa? Chỗ đây là chỗ suy nghĩ rất là nhanh đấy. Nào 38 nào, cho K cho M tính delta L không có thầy. Delta L không là MG chia cho K. Thấy chưa? Nào đề dễ nghe mấy cái này thôi, chứ đề khó là vỡ mồm. Nhân lên 10 chia cho 50 nhân 100. Rồi. Delta L không bằng 5 cm và omega bằng căn K chia cho M nè. 10 căn 2. Thông chưa? Và có omega này. Nào, ban đầu ở vị trí cân bằng truyền theo vận tốc. Vận tốc tại vị trí cân bằng là vận tốc max, omega A là 100 căn 2. Vậy chứng tỏ biên độ ban đầu bằng 10 cm. Thấy chưa? Chứng tỏ biên độ ban đầu bằng 10 cm nha. Rồi, tốc độ trung bình kể từ thời điểm ban đầu đến khi vật đạt độ cao lần thứ nhất. Nào, trường hợp 1 của chúng ta là từ vị trí cân bằng và đi xuống. Thấy chưa? À, phải nói là giai đoạn 1 thì đúng hơn. Thấy chưa? Giai đoạn 1 là giai đoạn vật dao động điều hòa. Đấy, vật dao động điều hòa trong khoảng thời gian nào? Cái này bạn nào mà quên mở lại nhóm tiếng Anh hay mở lại phần cơ hệ của chúng ta cho nó xong nha các bạn nhá. Ok không ạ? Nào, các bạn nhìn luôn này. Ban đầu ở vị trí cân bằng và đi xuống, tức là đi về biên dương, nghe chưa? Nên vector tại T bằng 0 nó phải đây. Biên độ là 10, trừ 10 chưa? Nó sẽ dao động điều hòa đến vị trí tự nhiên lần thứ nhất. Ok bạn, nó sẽ dao động điều hòa đến vị trí này. Và sau đó là lực đàn hồi đổi chiều. Lực đàn hồi đổi chiều thì lúc này là gì nhỉ? Dây sẽ bị trùng, nghe chưa? Dao động từ đây đến đây là dao động điều hòa chưa? Góc này 60 độ không? Đấy là 210 độ đúng không? 210 độ tức là 7 phần 12 chu kỳ nha. Tính ra luôn nào, 7 phần 12 nhân với 2 pi là 2 căn 10 chia omega là 10 căn 2. Rồi, đây là xấp xỉ 0,26 giây. Nó dao động điều hòa trong khoảng thời gian là 0,26 giây. Và quãng đường nó đi được của chúng ta trong trường hợp 1 nhá. Đấy chưa? Là bao nhiêu đây các bạn nhỉ? Là 10 cộng với 10 cộng cho 5 chưa? Là 25 cm. Ban đầu từ 0 ra đến 10 là 10. Từ 10 về 5 là 15. Nên quãng đường đi được là 15 cm. À là 25 cm. Đây là quá trình mà vật của chúng ta dao động điều hòa. Khi qua vị trí tự nhiên lần đầu, dây sẽ bị trùng, nghe chưa? Và vì sao dây trùng thì nói 10 tỷ lần rồi. Có lần thầy rút cả xanh tuya ra để thầy dạy cho các bạn về dây trùng đúng không ạ? Nghe chưa? Cứ qua vị trí tự nhiên, lực đàn hồi đổi chiều, lực đàn hồi lúc này sẽ có chiều hướng lên, nghe chưa? Đấy, và làm cho gì các bạn nhỉ? Làm cho dây trùng nữa thôi, nghe chưa? Nhá. Ví dụ các bạn nhìn cho kỹ này, ban đầu dây giãn. Nghe chưa? Ban đầu trong quá trình lò xo giãn, lực đàn hồi hướng vào, nghe chưa? Thì luôn luôn cái phía trên này này nó kéo xuống làm cho dây căng. Nhưng khi mà bắt đầu mà lò xo nén ấy, lực đàn hồi hướng lên chưa? Các bạn lực đàn hồi đổi chiều. Nên mà các bạn biết là một sợi dây đang căng mà chỉ cần một đầu đổi chiều ngược lại thôi, dây trùng luôn, nghe chưa? Nên là dây trùng khi đi qua vị trí tự nhiên thì rằng 10 tỷ lần rồi, nghe chưa? Có lần là rút cả xanh tuya ra để dạy cho các bạn về cái phần này đúng không? Nhớ chưa? Rồi, giai đoạn 2 của chúng ta là gì nhỉ? Ném lên thẳng đứng nha. Được ném lên thẳng đứng. Được ném lên thẳng đứng. Tức là khi đi qua vị trí tự nhiên, đây là đang có xu hướng là về biên âm. Biên âm là ở phía bên trên chưa? Biên âm là ở phía bên trên đây này. Thầy vẽ ra nha. Đây, đây là vị trí tự nhiên của vật. Đây là vị trí cân bằng. Ok không ạ? Khi vật đi đến đây, mà đi đến đây là đang có xu hướng là quét về biên âm, tức là xuống chuyển động lên phía trên. Nghĩa là lúc này dây trùng nó không kết nối với lò xo nữa, nên nó không còn dao động điều hòa nữa. Lúc này nó được ném lên thẳng đứng. Nghĩa là với vận tốc ném lên của chúng ta là vận tốc trước khi không kết nối với lò xo. Chúng ta đến vị trí âm 5 rồi mới không kết nối với lò xo.
âm 5 là một nửa của 10, nghĩa là ly độ lấy 1 phần 2, vận tốc lấy căn 3 chia cho 2 của vận tốc max là bằng 100 căn 2 này, căn 3 chia cho 2 của V max. Được chưa? Bấm vào nhá, căn 3 phần 2 nhân với 100 phần căn 2, 100 căn 2. Cái số này nó hơi lẻ, 50 căn 6 đúng không ạ? 50 căn 6. Vận tốc lúc này của chúng ta là 50 căn 6 cm trên giây. Đây là vận tốc ném lên thẳng đứng nha, tức là bao nhiêu mét trên giây, phải đổi mét các nhá, tức là căn 6 phần 2 mét trên giây. Đây là vận tốc được ném lên thẳng đứng. Và người ta bảo là đến khi đạt độ cao cực đại, vật được ném lên thẳng đứng đạt độ cao cực đại khi nào? Khi vận tốc bằng 0. Nghe chưa? Lấy V của chúng ta bằng V0 cộng với GT. Chúng ta được ném lên thẳng đứng nên là gì các bạn nhỉ? Nên là gia tốc của chúng ta chính bằng gia tốc trọng trường. Nhưng thực tế G của chúng ta phải mang giá trị là âm 10, bởi vì là chúng ta chọn chiều dương hướng xuống mà vật ném lên là vật chuyển động chậm dần nên gia tốc nó bị âm. Nghe chưa? Rồi, ta có được luôn là V sau đó thì bằng 0. Vì lên độ cao cao nhất thì các bạn biết luôn là gì các bạn nhỉ? Là cái gì nhỉ? Là vận tốc bằng 0, nghe chưa? Rồi, V0 ban đầu đây này là bằng căn 6 phần 2 trừ 10 nhân với T, chưa? Thời gian đến cao nhất là T2 luôn đi nhá. Bằng bao nhiêu nào? Thôi câu này thì anh em bỏ cho nhanh đúng không ạ? Căn 6 phần 20 giây. Đây chính là thời gian lên đến vị trí cao nhất. Và quãng đường lên cao nhất của chúng ta là bao nhiêu? V bình trừ V không bình chia cho 2G. Và G vẫn là trừ 10 thôi các bạn nhé. Được chưa? Nào, căn 6 phần 2 bình là 6 phần 4. Được chưa? Chia cho 20. Rồi, là bằng 0,075 mét nhân đến 100. Được chưa? Là 7,5 cm. Nó đi, gọi là nó được ném lên 7,5 cm đến độ cao cực đại. Rồi, vậy thì người ta yêu cầu tính cái gì các bạn nhỉ? Đấy SC2 nha. Tính tốc độ trung bình, đúng không ạ? Tốc độ trung bình của chúng ta bằng tổng quãng đường đi được là S1 cộng S2 chia tổng thời gian là T1 cộng T2. Đấy chưa? Đây là T1 này nha. Bấm vào thôi. S1 là 25, S2 là 7,5, T1 là 0,26, T2 là căn 6 phần 20. Rồi, thế thôi, xong nha các bạn nha. 25 cộng 7,5 chia 0,26 cộng với căn 6 phần 20. Câu này bạn nào mà ở nhóm của thầy mà muốn học kỹ hơn thì em mở cái phần kiến thức của nhóm tiếng Anh ra nha. Phần cơ hệ ấy, sấp xỉ 85 cm trên giây. Thầy dạy phần cơ hệ rất là kỹ cái dạng này rồi. Nghe chưa? 85 đúng không? Rồi. C. Chắc là do mình làm tròn nhiều quá thôi nha. Rồi, xong. Nghỉ. Nghỉ nhá. Ok. Đi thi là thường là anh em sẽ bỏ câu này. Đấy chưa? Câu cơ hệ mà. Tốt nhất là câu cơ hệ các bạn không cần đọc. Đấy chưa? Tốt nhất câu cơ hệ đi thi không cần đọc. Bỏ qua luôn cho nó nhanh. Đấy chưa? Bỏ qua luôn cho nó nhanh, cho nó vuông. Nhìn lại xem có nhầm đâu không đã nhá. T2 vứt sang căn 6 phần 20. Rồi đến thời gian. Quãng đường là V bình trừ V không bình trên 2A. 6 phần 4 chia cho 20 nhân đến 100. Rồi, không nhầm rồi nha. Thôi, nghỉ nha. Chào các bạn. Bye bye các bạn nha. Phần kiến thức đấy thì up vào nhóm BLI. Em xem ở phần chuyên đề ấy, ở bên dưới cái chuyên đề 1 ấy, nó có các phần cơ hệ đấy, thấy chưa? Có các phần mà tìm vị trí tách vật này, tìm vị trí dây trùng này rất nhiều, thấy chưa? Dây cao su trùng, lò xo trùng, thấy chưa? Hệ cao su lò xo nhiều lắm, rất là nhiều. Ok, chào anh em nhá. Gặp câu cơ hệ dùng đếm dòng cho nhanh, đỡ phải đau đầu à. Ok, rồi, chào các bạn. Bye bye nhá. Ok, rồi, bye bye các bạn nha. Rồi, chào các em, bye bye nhá.